Mẹ ơi, lại một mùa xuân nữa, con không về được bên mẹ, vì con làm đề tài đó mẹ. Làm tài xế, luôn rong ruổi trên đường, chẳng biết đâu là nhà. Ngày ngày, con vô lăng trên những cung đường, lắm lúc, mỗi gối trùng chân. Xuân về rồi, con không về được bên mẹ, con lại càng nhớ đến cha. Cha mẹ hãy tha lỗi cho con. Cũng vì chén cơm với áo, cũng vì hoàn cảnh gia đình, con đành phải xa cha mẹ thêm một mùa xuân nữa. Có ai hiểu được nghề tài xế xa cha xa mẹ, rồi phải nhìn cảnh vợ bọc con đứng từ cửa chờ chồng để có lúc cũng chỉ như một bát cơm trắng, cũng thấy lòng ói bát. Nhưng lúc vẫn thường xuyên cha bữa cơm vì yêu nghề.